Hi there. Cô và các em đã cùng ôn tập xong phần language focus của unit 3. Now let's do some language focus exercises. Chúng ta sẽ làm một số bài tập của unit 3 nhé để uh, luyện tập thêm một cái cấu trúc ngữ pháp. Unit 3. Ok. Now part 1, the past simple tense with which. Ok. À uh, chúng ta đã review các cấu trúc rồi nhưng mà riêng trong phần bài này thì cô muốn ở uh, chúng ta mở rộng thêm một chút về cái mong ước không thật trong quá khứ có nghĩa sự việc đã xảy ra rồi và ta mong ước nó trái ngược đúng không nhỉ wish that ai đó mong ước rằng điều gì đó give subject sẽ dùng sang thời past perfect hiện quá khứ hoàn thành okay. past perfect ta sẽ dùng quá khứ hoàn thành để diễn đạt nhé à, và mình sẽ gặp cái cấu trúc này trong bài tập đây là mong ước trong quá khứ con nhớ nha nào part one write the sentence with which mình sẽ viết câu với which you didn't tell me about the meeting cậu đã không nói cho tớ nghe về cuộc gặp con nhìn này didn't tell me yeah. đây là thực tế trong quá gì quá khứ như vậy chúng ta sẽ dùng mong ước của quá khứ với cấu trúc mà cô vừa hướng dẫn I wish you had told me about the meeting. Tớ ước gì cậu đã nói cho tớ nghe về cái cuộc họp này nhưng thực tế là cậu đã không nói. Had told past perfect quá khứ hoàn thành. Ok. I can't speak French. Thực tế, tớ không biết nói tiếng Pháp. I wish I could speak French. Mình ước gì mình có thể nói can chỉ thành could đúng không? three, My parents didn't understand me. Mẹ mình, bố mẹ mình chả hiểu mình gì cả. I wish. Ok, didn't understand. Ở quá khứ rồi, vậy chúng ta sẽ phải chuyển sang mong ước. Ở quá khứ, chuyển thành quá khứ hoàn thành đúng không? I wish my parents. Đúng rồi, phải là gì con nhỉ? Had understood. Understood me. Tôi ước gì bố mẹ tôi đã hiểu tôi. Con phải chuyển sang quá khứ hoàn thành. Had understood. I have to study for a test. Mình phải học bài để chuẩn bị cho kiểm tra. I wish I didn't have to study for a test. Ước gì mình không phải học phải ôn tập gì cả. Mà điều đó thì không đúng đúng không nhỉ? Phải học phải ôn tập thì kết quả mới tốt được. Now part 2. Write the sentence with wish. Tiếp tục We live in a small flat. Chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ lắm. Như vậy là gì đây nhỉ? We wish we lived. Yeah, we wish we lived in a big flat. Ước gì sống trong căn hộ lớn hơn. I was late for the work this morning. Sáng nay mình bị muộn làm, thực tế trong quá, quá khứ rồi, vậy là chúng ta mong ước ở quá khứ, giả định trái ngược lại. I wish I had not been late for work this morning. Yep. Yeah. Had not been. Mình ước gì mình không muộn. Có nhìn thứ thực tế là tôi đã bị muộn rồi. The weather is nice today. Thời tiết hôm nay không đẹp. I wish the weather were nice today. Ước gì hôm nay thời tiết đẹp hoặc yeah, or là or đẹp hơn ví dụ thế I failed my driving test last week. Tôi bị trượt cái bài thi lái xe tuần trước. Failed quá khứ như vậy là mong ước không thật trong quá khứ chuyển thành quá khứ hoàn thành đúng không? I wish I had I had passed the driving test last week. Tôi mong gì? Tôi ước rằng là tôi đã vượt qua kỳ thi lái xe hoặc nếu không có thể là hadn't failed. Ok. À, quá khứ hoàn thành phủ định cũng được. I can't visit my grandparents often. Tôi không thể thường xuyên thăm ông bà mình được. I wish I could. I wish I could visit my grandparents often. Ok, can could hiện tại đúng không? Now, part 3 Mary can't sing well and she is not happy about that. Mary không hát hay và bạn ấy không vui lắm về điều đó. Mary wishes that she could sing well. Mary ước gì bạn ấy có thể hát hay? I don't like Peter at all Mình chả thích Peter tí nào cả But he lives next to my house Mà còn sống ngay gần nhà mình nữa So I wish Peter Didn't live Next to my house Ước gì nó không sống gần nhà tôi Ok The children like candy But their parents don't allow them to eat sweet food Ở Chủ yếu từ allowed Cho phép Allow somebody to do something Cho phép ai làm gì To verb nhé Ờ uh, Bọn trẻ con thích kẹo ngọt nhưng bố mẹ lại không cho phép chúng ăn đồ ăn ngọt như vậy là The children wish they could Ok Or the, the children wish they uh, They Ok, they were allowed Ước thì chúng được cho phép To eat sweet food Ok, bọn trẻ con ước gì chúng được cho phép ăn kẹo ngọt hoặc là nếu không thì With their parents, their parents, bọn trẻ ước gì bố mẹ chúng cho phép các con dùng chủ động Allowed them to eat to eat sweet food, ok được không nào? nào number four, my sister always complains about my voice. Chị mình cứ kêu ca than phiền về cái giọng nói của mình thôi I wish my sister didn't complain about my voice Ước ừ gì chị mình không than phiền về cái giọng nói của mình Ok, part 4 He can't compose a song although he really wants to do it không thể nào viết nổi bài hát mặc dù là rất là muốn như vậy là he wishes he could đúng không can mà can chuyển could could compose compose the song ước gì có thể viết được bài hát she loves her father but she but he doesn't love her cô yêu quý cha của mình nhưng mà ông ấy thì lại không yêu quý cô ấy she wishes cô ấy ước her father loved her Okay. The weather in Huế is too cold and damp in winter. We wish, chúng tôi mong rằng, the weather in Huế were yeah, not cold and damp in winter. Chúng tôi mong rằng thời tiết ở Huế thì Hoặc là ước rằng thời tiết ở Huế nó không lạnh và ẩm ướt như thế. Đúng không nhỉ? My friend is talkative bạn mình luôn mồm hay nói đúng không? I wish my friend nào đúng rồi wouldn't so talkative mong rằng nó không lắm mồm như thế nhỉ? Oh yeah. OK hiện tại part uh, 5 already phần này chúng ta đã được làm ở uh, trong cái bài học trước rồi. Yeah, leave it, ta bỏ nhá. Now number six, choose Uh, the best answer to complete the sentences. Hoàn thành câu với đáp án đúng. I wish the, the, sun shining right now. Ước gì mặt trời đang tỏa sáng thực tế bây giờ ví dụ là cloudy, trời rất là đang âm u chẳng hạn. Vậy thì chỗ này sẽ là the sun were. okay Somebody wish mong ước điều gì đó đang xảy ra ở hiện tại. That. So were informed. Yeah. Này là gì ạ? quá khứ tiếp diễn để diễn tả mong ước ở đâu đấy hiện tại tiếp diễn được chưa nào I wish I sing a couple of songs mình biết gì ước gì mình có thể hát hoặc là biết hát một bài hát như vậy chỗ này chỉ có thể là would can no I wish it winter so that I could go skiing ước gì bây giờ là mùa đông mình có thể đi trượt tuyết yeah it were winter now number four I wish you go to see the doctor today Today You would go Ok Tình huống sức khỏe không tốt mà Mong rằng là Hoặc là gì Muốn rằng sẽ đi gặp bác sĩ hôm nay I wish everything we wanted all the time Ok uh, Mong ước có thể mua bất cứ thứ gì mà mình muốn Như vậy chỗ này là gì nhỉ? Goodbye Ok Goodbye chúng ta vừa xong mảng mệnh đề xin lỗi là mảng kiến thức ngữ pháp với wish ở hiện tại uh, với động từ khi thiếu can chuyển thành could ở tương lai và thậm chí là mở rộng thêm cấu trúc đối với lại mong ước không thật trong quá khứ hoặc là ở hiện tại tiếp diễn đúng không nhỉ mình sẽ làm bài tập prepositions of time ok ở giới từ chỉ thời gian one complete the sentence with in at on for since after before between until or during Cách dùng mình đã được review rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ làm bài nhá. The course begins the 2nd January 2005. Okay. Vào ngày đúng không nhỉ? Chúng ta dùng giới từ gì đấy On the 2nd and end sometime April và kết thúc khi nào đó vào tháng 4 Ôi chị sometime lúc nào đó. Chỗ này ta dùng giới từ gì? In April. Yeah. The children aren't here the moment at the moment và lúc này But they'll be back. Few minutes. They'll be back. Họ, chúng sẽ trở lại trong vài phút nữa tương lai mà in đúng không nhỉ? Yeah, We're having a party New Year's Eve? Can you come? Chúng tôi sẽ có một bữa tiệc vào đêm giao thừa bạn tới chứ? On New Year's Eve. On New Year's Eve. I'm afraid I can't. I'd like going out at night. Nhưng đêm giao thừa tôi thích đi ra ngoài hơn at night. Shall we go now? Chúng ta đi bây giờ nhá. No, let's wait. It stops raining. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Ồ không, hãy chờ đến khi trời ngừng mưa. Until, tới khi, tới tận khi. Ok. Please wait half past ten. at uh, half past ten. She's definitely be back half past ten. Ok, cũng từ giống nhau. Hãy chờ tới lúc 10 giờ đi. Cô ấy chắc chắn sẽ trở về. Đúng không nhỉ? Như vậy chỗ này ta điền từ gì đấy? Please wait Okay, until. Yeah. Uh she she will definitely be back. Chắc chắn cô ấy sẽ trở về gì trước before. đúng Sandra Central often goes to church at five o'clock on Sundays. Bill has worked in the company for five years. He graduated from your university Yep, since kể từ khi uh, Graduated Tốt nghiệp vào năm nào đó In Now it The office will be closed Christmas and New Year Ok uh, Văn phòng sẽ đóng cửa Từ lễ Giáng sinh Cho đến lúc uh, Cho đến khi um, Hết ngày năm mới Như vậy chỗ này ta sẽ dùng từ gì đấy Between and between and from to đúng không nhỉ? it will be open on january the 5th january the 5th Ngày tháng. On. it's tháng rained the night two or three hours yep it's rained during the night mưa suốt đêm đúng không nhỉ? for two or three hours i'm still i'm starting a job in sales i finished college tôi à, sẽ bắt đầu công việc kinh doanh buôn bán gì sau khi tôi hoàn thành xong chương trình học đúng không nhỉ như vậy chỗ này ta điền từ gì đấy after okay ok oh, là next one bắt chữ fill in the gap with an appropriate preposition à, chúng ta sẽ điền vào chỗ trống với giới từ thích hợp we invited her to join us a trip to halong bay but she was too busy to go with us Yep, yeah. on a trip đúng không nhỉ? My hometown is about 50 kilometers to the north of Hà Nội về phía nào đó. To My village lies near the foot of a mountain and by a river. Uh, ngôi làng của mình nằm bên chân một ngọn núi và cạnh dòng sông. I met him at the entrance to the village. Tôi gặp cậu ta ở cổng dẫn tới ngôi làng. The children found her, so they sat down and rested for lunch. Yeah. À, những giấy từ ta điền ở đây không phải là chỉ thời gian nữa rồi đúng không nhỉ? Mà nó là tổng hợp bao gồm cả thời gian lẫn nơi chốn. Now, number 6. We went boating the river. Okay. Chèo thuyền trong dòng sông trên dòng sông in the river and had a picnic the river bank. Bên bờ sông on the river bank. To grow maize your farm. À, gia đình bạn, bạn có trồng ngô trên trang trại của bạn không? On your farm in a field trên cánh đồng là in ok on a farm okay i learned a lot the local life when i was there there tôi đã học được rất nhiều điều về cuộc sống nơi này khi tôi ở đó như vậy là learn about something ok he went camping sunny morning yeah morning in the morning nhưng mà a sunny morning on a sunny day on a sunny morning okay. what you like doing the evening Okay, buổi trong ngày dùng giới từ gì đấy in Now part 3 preposition giới từ tiếp theo I told him I was still a young boy that time but he didn't believe me yep at that time lúc đó thank god he arrived that time for the examination ơn trời cậu ta đến kịp giờ kiểm tra in time okay what do you like to do a Sunday morning go shopping yesterday nó vừa làm trên xong a sunny morning a Sunday morning on a Sunday morning một ngày sáng nắng đẹp trời cậu thích làm gì I found some charts at the end of the book and showed him here at the end of something Đấy chứ nào Chứ không phải là in the end như cô giới thiệu lần trước đúng không nhỉ In the end là finally He used to have lunch midday But he doesn't eat lunch now Như vậy là gì ạ At midday okay. At midnight, at midday Vào giữa trưa, vào nửa đêm Can you imagine I have known him three years now Cậu có tưởng tượng hoặc nghĩ là rằng là tớ đã từng biết cậu ta 3 năm nay rồi không? Khoảng thời gian hiện tại thành 4. What did you do Christmas vào dịp lễ nào đó con đi làm từ gì? Yep, at Christmas traveling abroad with my friends. Do you eat turkey Easter? Okay, at Easter, on Easter day, at Easter. I met him in 1990. Those days I didn't pay attention to him. Tôi gặp cậu ta vào những năm 1990 rồi nhưng những ngày đó tôi không để ý đến cậu ta lắm. Pay attention to chú ý tới ai đó. Okay. On those days. Alright, I'll be back a week. Wait for me, please. Oh, được rồi, mình sẽ trở về trong vòng một tuần nữa. Please wait for me, làm ơn chờ nhá In a week, để chỉ dạng một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, đúng không nhỉ? Nào, uh, last one bài cuối cùng của phần prepositions. Can I talk to you? Tôi nói chuyện với bạn lúc được không? Sorry, I'm leaving in five minutes. 5 phút nữa tôi phải rời đi rồi. Would you like to go to the cinema with me Sunday evening? On Sunday evening. okay. I'm having my English exam the 16th. Mình sẽ có kỳ thi tiếng Anh vào ngày 16. On. What about you? Cậu thì sao? 3 days. Okay, Trong 3 ngày nữa cơ. In 3 days. Future. Tương lai đúng không? I'm going to the US. September. Okay, month in. That's nice. How long? How long for? Bao lâu thế? Okay. How long has she worked as a doctor? She left university. À, cô ấy đã làm việc ở bệnh viện. Cô ấy là bác sĩ bao lâu rồi? Kể từ khi. Yep, since. When will he return? Cậu ta sẽ trở về khi nào đấy? Next week. Các con nhớ là đối với từ next chúng ta không dùng in đó nhỉ, không? không dùng at đúng không? Here nothing. Và nếu các con phải viết câu thì chắc chắn là viết hoa lên rồi. When did they get married? Họ cưới khi nào thế? Yep. Quá khứ in. What's your birthday? It's on November the 20th. Number 9. Đã còn hai câu nữa. It's a month we last went to the cinema, really? Tháng nay rồi lần kể từ lần cuối cùng chúng ta đi tới rạp chiếu phim since yeah. I have gone out to see a movie for years, khoảng thời gian for. My mother usually reads newspaper in the morning, really? Thật à? My mother does that late at night. Mẹ mình không đọc vào buổi sáng, mẹ mình đọc ban tối cơ. Ok, như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong Prepositions of time Giới từ, thời gian và mở rộng thêm một chút về Giới từ chỉ nơi chốn nữa Nào, uh, Next one Chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo Đó là Adverb clauses of result Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả yeah. Let's do some Chúng ta bắt đầu với một vài bài nhé Rewrite the following sentences So that it has a similar meaning to the first chúng ta sẽ viết lại câu sao cho uh, những câu sau có cùng nghĩa với câu trước i like table tennis that's why i spend a lot of time on that game tôi rất thích uh, bóng bóng bàn đó là lý do tại sao mà tôi dành nhiều thời gian vào trò chơi đó như vậy chỗ này con trả lời là gì đấy ạ? i like table tennis comma à, phải đúng không so i spend a lot of time on that game, okay, dùng liên từ so, because weather was cold, we had to cancel our picnic. bởi vì thời tiết lạnh, chúng tôi phải gì đấy ạ, hoãn cái chuyến ra ngoại của mình. như vậy là gì đấy? chúng ta có biết là liên từ so chỉ kết quả thì liên từ because sẽ chỉ gì ạ, reason lý do. vậy ta sẽ viết lại là gì đấy ạ? the weather, the weather was so cold. Thời tiết lạnh lắm So We had To cancel Ok, our picnic Thời tiết lạnh vì vậy mà mm, okay. Now I won't forget to phone her You know I like her so much Tớ sẽ không quên phải gọi cho cô ấy đâu Cậu biết đấy, tớ thích cô ấy lắm Như vậy là gì đây ạ? I like her so much Mình thích lắm So I won't forget to phone her. Mình thích vì vậy mà chắc chắn mình sẽ không quên gọi điện đâu. They tried their best to complete the course, and that was why they passed it. Họ đã cố gắng hết sức mình để hoàn thành khóa học vì vậy mà đó là lý do tại sao họ đã vượt qua. Như vậy là câu này trả lời nhỉ? They tried their best. To complete the course Ok Các con sẽ dùng liên từ gì đây ạ? À? So They passed it Ok They passed it Last one I love my city so much So I think I will stay and work here in my city Như vậy là gì đây ạ? À? Ờ à, tôi à, Câu này lại ngược lại đúng không nhỉ? Tôi yêu thành phố của tôi lắm Vì vậy mà tôi nghĩ tôi sẽ làm việc ở đây Như vậy là gì đấy? I think I will stay and work and work in my city. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm việc và sinh sống ở thành phố của tôi because đúng rồi because I love it so much bởi vì tôi yêu thành phố này lắm. Ok. Now number 2. Use so and the cue given to write sentences. Chúng ta sẽ dùng liên từ so và những từ gợi ý để hoàn thành câu. The weather bad, we not enjoy our holiday. Yeah, here. Yeah. Chúng ta sẽ để im trật tự của từ đúng không? Nhưng mà mình mà làm một số thay đổi. The weather was bad. So we didn't enjoy our holiday. Okay. Now to she be tired go home. Như vậy she was tired. Cô ấy mệt. So she went home. Vì vậy mà cô ấy trở về nhà. Okay. He worked hard pass all his exam. He worked hard. Cậu ấy học làm việc rất là chăm chỉ, học tập rất là chăm chỉ. So he passed all his exams we want to get good seats arrive at the cinema early we wanted chúng tôi đã muốn có chỗ ngồi tốt uh, to get a good seat come on. so we arrived at the cinema At the cinema early Ok Vì vậy mà chúng tôi đã đến đặt chiếc phim sớm Paul be very hungry Eat like a horse Yep yeah. Paul was very hungry So he ate yeah. Like a horse rất là đói vì vậy mà cậu ấy ăn ngấu nghiến như vậy là những từ gợi ý này con nhớ khi dùng đi từ so mình phải dùng dấu phẩy ở trước mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả đúng không nhỉ nào last one bài cuối cùng của phần này nhá choose the words or phrase that needs correcting chúng ta tìm lỗi sai và sửa là number one she worked hard but he passed her exam oh yeah she he 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 now cô ấy làm việc rất là học tập rất là chăm chỉ nhưng mà vượt qua kỳ thi chỗ này chúng ta sửa luôn là she cho cô nhé chỗ này không thể bớt được con phải chuyển thành gì nhỉ so Liz took many photos or she could show the pagoda to her parents Đấy, tương tự như thế so bạn chụp nhiều ảnh vì vậy mà bạn đã có thể cho bố mẹ xem chuyến đi của mình My racket is broken, or I can't play tennis here. Yeah. So it's easy, rất là dễ thôi. We haven't got any food, but we are going to shopping here. Yeah. So, yeah. Mark missed his bus because he was late for school. Yep. Yeah. So, he woke up late. Uh, okay. She didn't go to school. Uh, she didn't go to school. So, okay. Như vậy là mình thấy rằng là đây đều muốn chúng ta dùng liên từ sâu so dùng để chỉ kết quả đúng không? We took a taxi home so the rain was very heavy Chỗ này thì lại phải là gì cơ nhỉ? Chúng tôi bắt taxi về nhà Because Chỉ lý do thì mình phải dùng because The beach was very crowded Because there were hardly room to sit down Ok Bãi biển thì rất là đông Bởi vì There were hardly room to sit down Nào Vậy đáp án chúng ta ở câu 8 là gì nào? Quá đông vì vậy mà. So, there was hardly room to sit down here. Seat. Chả có chỗ để mà ngồi. Đúng không nhỉ? Now, number nine I want to study in Japan or learn Japanese. No. Chỗ này là gì đấy ạ? Tôi muốn học tiếng... À, tôi muốn học ở Nhật. Gì đấy ạ? Không thể o được. Phải là gì nhỉ? Study in Japan to learn Japanese. Đúng không nhỉ? They didn't have enough money because they didn't buy the house. Họ không có đủ tiền so they didn't buy the house. vì vậy mà họ không mua ngôi nhà đó. Ok như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần bài tập mà bổ trợ kiến thức cho phần wishes, mong ước và uh, mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả với liên từ so và có thể được viết lại với một số liên từ như là hoặc là because đúng không nhỉ và một số các cái cụm từ khác nữa các em sẽ cố gắng luyện tập nhiều hơn để chúng ta làm bài tốt hơn chúc các em thành công chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các bài học sau